109 độ 24 phút là cái dữ liệu của mình có trước đây trong sách giáo khoa hiện hành mà năm nay vẫn còn đang dùng á, thì chúng ta vẫn đang ghi là 109 độ 24 phút. Từ năm 2015 thì Bộ Tài nguyên Môi trường đã có yêu cầu các sở tài nguyên môi trường ở các địa phương là phải rà soát và đo đạc lại kinh vĩ độ của những cái điểm đặc biệt ở trong địa bàn của mình quản lý. Và từ thời điểm đó thì ở Khánh Hòa và nhiều tỉnh thành khác cũng đã đo lại cái các kinh độ, vĩ độ của những điểm đặc biệt, trong đó có các điểm cực của nước ta. Thì trong 4 điểm cực Bắc, Đông, Tây và Nam trên phần đất liền của mình á, thì có điểm cực Đông là có sự thay đổi về mặt kinh độ, không còn là 109 độ 24 phút nữa, mà đo đạt lại là 109 độ 28 phút. Cho nên là bây giờ kinh độ ở điểm cực Đông là quý thầy cô sẽ cập nhật là 109 độ 28 phút. Về điểm cực Đông á, thì đôi khi chúng ta có sự nhầm lẫn hoặc là có tranh cãi giữa cái điểm cực Đông ở trên bán đảo Hòn Gốm tỉnh Khánh Hòa với lại một cái điểm là điểm cực Đông, điểm mũi rạng Đông, xin lỗi, mũi rạng Đông ở trên ở Phú Yên, đúng không ạ? Mũi rạng Đông ở Phú Yên thì cũng có chữ Đông Đông, nhưng mà mũi rạng Đông ở Phú Yên á, xét về mặt kinh độ thì chỉ là 109 độ 27 phút 12 giây thôi. Còn ở đây thì 109 độ 28 phút là cũng có làm tròn, cũng có làm tròn được 109 độ 28 phút. Chính vì vậy cho nên là cái số liệu của mình về kinh độ của điểm cực Đông đã được cập nhật, và trong sách giáo khoa cũng đã ghi con số này thay thế cho con số 109 độ 24 phút. Dạ, rất cảm ơn câu trả lời của thầy cô. Tiếp theo là câu số 2. Theo tính chất tác động đối tượng lao động thì cơ cấu công nghiệp trong ngành ở nước ta hiện nay được chia thành bao nhiêu nhóm ạ? Dạ, xin nhờ câu trả lời của quý thầy cô. Quý thầy cô cũng có thể ghi vào trong phần chat. Hoặc là thầy cô cũng có thể giơ tay phát biểu á, mà biết phát biểu cũng được ạ. Trước đây á, là mình sẽ có 3 nhóm thầy cô, 3 nhóm ngành công nghiệp ở nước ta. Và trong cái sách hiện hành cũng như là atlas hiện hành đang dùng thì cũng đang ghi là cơ cấu 3 nhóm, nhưng mà đó là dữ liệu của những năm trước. Đúng rồi, các thầy cô ở trong ô chat cũng đã gửi câu trả lời, có thầy cô đã ghi là 4 nhóm, 4 nhóm là kết quả đúng của mình hiện nay, của thầy cô 4 nhóm. Trong sách giáo khoa thì cũng đã thể hiện cái số liệu và cái dữ liệu các nhóm ngành công nghiệp hiện nay là 4 nhóm ngành, gồm có khai khoáng, chế biến chế tạo, sản xuất phân phối điện khí đốt, nước nóng, hơi nước, điện hòa không khí, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải. Đó là 4 nhóm ngành công nghiệp của chúng ta. Rất cảm ơn thầy cô. Tiếp theo, xin nhà thầy cô có thể kể tên các tỉnh của vùng Trung Du và miền Quốc Bộ. Nếu mà mình kể dài quá thì thầy cô sẽ cho biết là cái số lượng, số tỉnh thành ở vùng Trung Du và miền Quốc Bộ hiện nay là bao nhiêu? Tỉnh trừ phụ Trung Du nè. Hiện nay ở vùng Trung Du và miền Quốc Bộ có bao nhiêu tỉnh trừ phụ Trung Du? Đã có một câu trả lời là 14. Trước đây là 15 đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ chỉ còn 14. Và thầy cô cũng đã xác định rất là đúng. Đó là trừ tỉnh Quảng Ninh. Quảng Ninh không còn thuộc về Trung ương nữa. Mà theo cái quy hoạch mới đã được Quốc hội thông qua, đó là Quảng Ninh sẽ thuộc về vùng đồng bằng sông Hồng. Đúng không ạ? Cho nên Trung ương và Quốc bộ chỉ còn có 14 tỉnh. Và khi mà Trung ương miền Quốc bộ không còn tỉnh Quảng Ninh thì rõ ràng đây là vùng thứ hai của nước ta là không còn đất biển. Trước đây á, là thì chúng ta chỉ có vùng Tây Nguyên mà không đất biển thôi. Nhưng mà kể từ khi Trung ương miền Quốc bộ tách tỉnh Quảng Ninh về đồng bằng sông Hồng thì Trung ương miền Quốc bộ sẽ là vùng thứ hai là không có tiếp giáp biển.
trong phạm vi lãnh thổ của Việt Nam. Dạ, cảm ơn thầy cô. Đây, và trên bản đồ thì thầy cô cũng thấy là cái ranh giới phạm vi của vùng Trung Du miền Bắc Bộ sẽ không còn tỉnh Quảng Ninh, và do đó cũng không thể hiện cái phạm vi của vùng biển của Quảng Ninh ở trong cái bản đồ này. Thế nhưng mà trong bản đồ của Việt Nam thì chúng ta vẫn thấy rõ ràng là có đầy đủ phạm vi đất biển. Tiếp đến câu thứ tư, mà xin hỏi thầy cô, hình ảnh này là thể hiện là một cái cảnh quan đẹp để phát triển du lịch ở đâu? Dạ rồi, thầy cô trả lời là Hạ Long. Đắc Cờ Long. Dạ đúng rồi, thầy cô này là ở Đắk Nông, cho nên là biết là cái vị trí đây là Hồ Tà Đùng đúng không ạ? Hồ Tà Đùng. Hồ Tà Đùng là một trong những cái điểm đến khá là hấp dẫn, thu hút du khách đến với tỉnh Đắk Nông trong những năm gần đây. Và với công viên địa chất toàn cầu ở khu vực này cũng lân cận, thì rõ ràng cái điểm đến Hồ Tà Đùng cũng sẽ góp phần giúp cho du lịch của Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Nông nói riêng sẽ phát triển thêm trong thời gian sắp tới. Xin cảm ơn thầy cô. Tiếp đến là tính đến năm 2023 thì nước ta có bao nhiêu khu Ramsar được thế giới công nhận? Có bao nhiêu ạ? Dạ thầy cô có thể đi ghi vào ô chat ạ. Chính, dạ là rất cảm ơn. Là một câu trả lời đúng nữa, đó là đến năm 2023 thì Việt Nam có 9 khu Ramsar được thế giới công nhận, gồm các khu quốc gia như là Ba Bể, Bắc Cạn, Xuân Thủy, Nam Định, Côn Đảo và Vũng Tàu, của Cà Mau, Cà Mau, Tràm Chim, Đồng Tháp, Buôn Ma Thuột, Kiên Giang, Lán Sen, Long An và Vân Long, Ninh Bình, Bầu Sáu, Đồng Nai. Đó là những cái khu Ramsar bao gồm cảnh quan đất đặc nước và nước ta. Dạ, đó là những cái câu mở đầu. Rất cảm ơn quý thầy cô đã tương tác và chia sẻ câu trả lời của mình. Dạ rồi, phần nội dung chính của sáng hôm nay thì xin trình bày quý thầy cô hai nội dung, đó là phần A hướng dẫn chung và phần B phân tích video tiếp nhận minh họa. Còn chiều hôm nay thì tiến sĩ Hồ Văn Thắng là đọc chủ biên sẽ đến với thầy cô với nội dung là phần C, phân tích xây dựng cái kế hoạch với lại trao đổi thảo luận. Đầu tiên là phần hướng dẫn chung thì sẽ có 4 nội dung trong phần hướng dẫn chung này, đó là có sự so sánh giữa sách giáo khoa theo chương trình 2018 và chương trình 2006. Thứ hai là giới thiệu những điểm mới, điểm nổi bật. Thứ ba là hệ thống bản đồ trong sách giáo khoa. Và thứ tư là nhận định về cấu trúc đề thi Trung học phổ thông quốc gia từ năm 2025. Về so sánh giữa sách giáo khoa của chương trình 2018 và sách giáo khoa chương trình 2006 thì chúng ta sẽ thấy là có những điểm như sau. Thưa thầy cô, là trong sách giáo khoa lần này thì cô sẽ thấy có cái phần hướng dẫn sử dụng sách. Là phần hướng dẫn sử dụng sách này thì quý thầy cô và được thấy nằm ở vị trí phần đầu của sách, sẽ giúp cho quý thầy cô và các em học sinh hiểu được cái cấu trúc của bài học và hiểu được ý nghĩa của các hoạt động, để từ đó có thể sử dụng sách được dễ dàng, hiệu quả hơn. Là thầy cô sẽ thấy có cái phần mở đầu và phần yêu cầu vấn đề là nằm ở ngay vị trí của đầu bài. Ngay bên dưới tiêu đề bài chính là yêu cầu phần mềm. Đây là những yêu cầu về mặt kiến thức và kỹ năng để chúng ta có thể xem thử học sinh sau khi học xong bài có đạt được những yêu cầu này hay không. Và ở phần mở đầu sẽ là dẫn dắt học sinh và bài học bằng cách gợi mở những vấn đề để các em có thể khám phá.
Và tiếp đến là phần hình thành kiến thức mới, gồm có những cái tiêu mục lớn, tiêu mục nhỏ và số lượng các tiêu mục cũng như là nội dung trong phần hình thành kiến thức mới này nó sẽ tùy thuộc vào số lượng yêu cầu phần mềm của bài. Nếu mà nhiều yêu cầu phần mềm thì sẽ có nhiều tiêu mục và nhiều nội dung, và tương tự là trong trường hợp là ít yêu cầu phần mềm thì số lượng các tiêu mục và nội dung cũng ít đi. Phần hình thành kiến thức mới này chính là nội dung chính của bài học, được thể hiện qua kênh chữ và kênh hình. Ngay bên dưới các tiêu mục, thầy cô sẽ thấy có những cái câu hỏi để giúp cho các em định hướng nội dung kiến thức cần tìm hiểu. Trong cái nội dung thì ngoài kênh chữ còn có những tư liệu hình, các bản biểu, bản đồ được sắp xếp theo các thứ tự nhất định. Đây là những cơ sở để cho thầy cô có thể tổ chức các hoạt động học tập cho các em học sinh. Bên cạnh cái phần kênh thông tin chính thống là kênh chính thì còn có những kênh phụ, đó là những ô cửa tri thức. Những kênh phụ này mặc dù là kênh phụ nhưng thực chất là nó sẽ cung cấp thêm những thông tin bổ trợ nhằm làm rõ hơn cái nội dung chính của bài học, và các em cũng có thể vận dụng những kiến thức dữ liệu từ trong cái kênh phụ là ô cửa tri thức này để hoàn thành tốt hơn cái yêu cầu cần đạt hoặc là nhiệm vụ tập mà các em được giao. Cuối cùng là phần luyện tập vận dụng sẽ bao gồm các câu hỏi, các bài tập, các bài thực hành để học sinh có thể củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng nhằm đưa ra những nhìn nhận, đánh giá để giải quyết những vấn đề trong thực tiễn có liên quan đến bài học. Về một luật thì cũng được đặt ở vị trí đầu bài, sẽ giúp cho thầy cô và các em có thể xem được tổng thể và dễ dàng tra cứu những cái nội dung bài ở trong sách. Và xem phần mục lục này thì thầy cô cũng có thể so sánh được giữa cái chương trình sách giáo khoa lớp 12 theo chương trình 2018 và sách giáo khoa 12 theo chương trình 206. Quý thầy cô sẽ thấy là ở trong chương trình 206 thì sẽ có bài 6, bài 7 là đất nước nhiều điều mới, bài 8 là thiên nhiên chịu những sâu sắc của biển, đúng không ạ? Nhưng mà ở trong cái chương 1 địa lý tự nhiên của chương trình 2018 thì cái nội dung đất nước nhiều điều mới đã được trung giảng và có lồng ghép vào trong cái phần bài 2 thiên nhiên những đêm mùa và ảnh hưởng đến sản xuất đời sống, hoặc là bài 3 là sự phân hóa đa dạng của thiên nhiên. Còn cái nội dung mà thiên nhiên chịu những sâu sắc của biển là đã được lồng ghép vào trong cái bài 37 phát triển kinh tế đảm bảo an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo quần đảo. Trong chương trình 206 thì cái nội dung về biển đảo có một bài là về tự nhiên ở trong chương 1, một bài là về kinh tế an ninh quốc phòng ở là chương cuối cùng. Thì ở chương trình 2018 thì hai bài đó cũng được tiếp vào lần 1 và đưa vào ở trong cái chương địa lý các vùng kinh tế bài 37. Sơ sơ thì thầy cô sẽ thấy là có những cái điểm khác biệt như vậy, hoặc là trong nội dung của các ngành kinh tế thì có những cái nội dung mới liên quan tới từng ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đã đưa vào những nội dung như là nông thôn mới. Trong chương địa lý dân cư cũng có những nội dung mới như là đô thị thông minh, hoặc là về các ngành công nghiệp thì chúng ta cũng thấy đã cập nhật dữ liệu mới, là các số lượng các nhóm ngành công nghiệp, các ngành công nghiệp. Rồi đối với các vùng kinh tế thì ở trong chương trình 2018 thì vấn đề của các vùng kinh tế đã được thay đổi. Ví dụ như ở trong bài đồng bằng sông Hồng ở chương trình 206 là vấn đề về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thì ở đây sẽ là phát triển kinh tế xã hội ở đồng bằng sông Hồng. Hoặc như là ở bài Đông Nam Bộ thì ở trong chương trình 206 là vấn đề là phát triển khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ, thì ở chương trình 2018 sẽ là phát triển kinh tế xã hội ở Đông Nam Bộ, vân vân. Rồi trong chương trình mới 2018 này thì nội dung về địa lý lớp 12 cũng đã đưa vào những cái vấn đề về biến đổi khí hậu, kết nối tiếp tục phát triển triển khai những nội dung về biến đổi khí hậu
mà học sinh đã được tiếp cận từ lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, 10 và 11 đều có đề cập tới những vấn đề này. Và các vùng kinh tế trọng điểm ở trong chương trình mới cũng đã cập nhật là 4 vùng kinh tế trọng điểm, chứ không còn là 3 vùng kinh tế trọng điểm như ở trong chương trình hiện hành nữa. Và với nội dung mà vừa trình bày với quý thầy cô thì mình cũng sẽ thấy có một cái sự phát triển về nội dung kiến thức ở lớp 8, lớp 9 ở mức độ cao hơn. Ví dụ như ở lớp 8 là chủ yếu mà các em được tiếp cận nội dung về đặc điểm các thành phần tự nhiên, về địa lý tự nhiên của Việt Nam. Ở lớp 9 là địa lý dân cư xã hội và kinh tế của Việt Nam. Thì đến lớp 12 sẽ bao gồm đầy đủ về địa lý tự nhiên, địa lý dân cư xã hội và địa lý kinh tế của Việt Nam, nhưng mà được phát triển ở mức cao hơn và đòi hỏi các em phải có khả năng vận dụng kiến thức để học để giải quyết những vấn đề có liên quan đến thực tiễn cuộc sống. Tiếp đến là bản đồ hành chính Việt Nam thì cũng được đặt ở phần đầu của sách, với cái tỷ lệ bản đồ lớn hơn trong sách. Giáo khoa hiện hành theo chương trình 206 thì cũng có bản đồ hành chính, nhưng mà bản đồ hành chính thể hiện ở tỷ lệ nhỏ hơn, và đặc biệt là không có cái bản đồ phụ Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á. Thì ở đây đã đưa vào bản đồ Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á để giúp cho các em thấy rõ được cái vị trí của Việt Nam trong khu vực, và các em có thể là nhìn tổng thể về các đơn vị hành chính của nước ta. Và thứ ba về nội dung của bài học thì trong sách địa lý lớp 12 thầy cô sẽ thấy có tổng cộng là 5 chương và 39 bài phát triển những nội dung đã học ở cấp trung học cơ sở và cung cấp thêm những kiến thức mới về địa lý tự nhiên, địa lý kinh tế xã hội Việt Nam. Cụ thể 5 chương và 39 bài như sau. Chương 1 địa lý tự nhiên có tổng cộng là 4 bài lý thuyết, 2 bài thực hành, với số tiết đề xuất là 12 tiết. Lý thuyết là 10 tiết và thực hành là 2 tiết. Chương 2 địa lý dân cư có 3 bài lý thuyết, 1 bài thực hành và số tiết đề xuất là 5 tiết, gồm có 4 lý thuyết, 1 thực hành. Chương 3 địa lý tiến hành kinh tế thì có 10 bài lý thuyết, 3 bài thực hành với tổng số tiết đề xuất là 20 tiết, trong đó 17 tiết lý thuyết và 3 tiết thực hành. Chương 4 địa lý các vùng kinh tế có 9 bài lý thuyết, 6 bài thực hành và số tiết đề xuất là 24 tiết, trong đó thường trung bình là mỗi vùng từ 3 đến 4 tiết. Và chương 5 tìm hiểu địa lý địa phương thì có 1 bài thực hành với số tiết đề xuất là 2 tiết. Như vậy tổng 39 bài thì có 26 bài lý thuyết, 13 bài thực hành và với số tiết đề xuất là 63 tiết, còn 7 tiết là dành cho phần kiểm tra đánh giá của thầy cô. Tiếp đến là cuốn sách thì sẽ có phần giải thích thuật ngữ. Đây là những thuật ngữ khó được trình bày trong sách và được giải nghĩa để giúp cho các em có thể dễ dàng trong việc tra cứu và tự học. Ví dụ như có những cái thuật ngữ là băng rộng di động, hay là tuyên bố và ứng xử quan ở Biển Đông, BOC, hay là hành lang kinh tế, v.v. Thì cái thuật ngữ trong sách giáo khoa được chúng tôi thể hiện xuyên suốt từ lớp 6 cho tới lớp 12. Những thuật ngữ nào đã được trình bày ở cấp dưới thì ở cấp lớp 12 này sẽ không đưa vào. Cho nên là học sinh trong quá trình mà tra cứu, nếu mà gặp những thuật ngữ cũ ở trong những lớp trước thì các em phải mở lại những sách ở cấp dưới để các em xem. Về cấu trúc của bài học thì đảm bảo theo những quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, đó là trong sách ở mỗi bài sẽ bao gồm có 4 phần là mở đầu, khám phá, luyện tập và vận dụng. Ví dụ ở một bài để phân tích để thầy cô có thể thấy rõ là cấu trúc của 4 phần như sau. Chẳng hạn ở bài 34 sử dụng hợp lý tự nhiên để phát triển kinh tế ở đồng bằng sông Cửu Long, thì ở đây thầy cô sẽ thấy có phần mở đầu. Mở đầu là giúp cho giáo viên ở đọc bài học và cũng vừa giúp cho định hướng cho học sinh những nội dung cơ bản cần chú ý trong bài.
cái số lượng yêu cầu cần đạt cũng khá nhiều, và cho nên là mình thất bại ở trong cái phần hình thành kiến thức mới sẽ có nhiều nội dung. Là sơ sơ thì mình thấy là có 1 2 có tổng cộng là 7 yêu cầu cần đạt ở trong bài này. À, chẳng hạn như là trình bày địa lý, phạm vi lãnh thổ, dân số của vùng là mặt sông Long, hoặc là giải thích tại sao phải sử dụng địa lý tự nhiên đó là mặt sông Long, hoặc là có yêu cầu cần đạt về kỹ năng như là vẽ được biểu đồ kinh tế xã hội, nhận xét và giải thích, vân vân. Thì những yêu cầu cần đạt này cũng đã được là thể hiện và giải quyết ở trong phần hình thành kiến thức mới. À, chẳng hạn như là phần 1 của khái quát, thì ngay bên dưới phần 1 là có cái nhiệm vụ tập cho các em học sinh, đó là dựa vào hình 24.1 và thông tin trong bài mà các em đi trình bày vị trí địa lý và bên lãnh thổ của đồng bằng sông Cửu Long mang đặc điểm dân số của vùng, để giúp cho giải quyết yêu cầu cần đạt thứ nhất là được đặt ra ở ngay phần đầu của bài. Và cái kiến thức ở trong phần thực hành kiến thức mới này cũng được trình bày bằng kênh từ và kênh chữ. Ví dụ như cái kênh trang của bài 34 sẽ có kênh chữ về vị trí địa lý bên lãnh thổ, và ngay trang sau sẽ có cái bản đồ là đồng bằng sông Cửu Long và bản đồ tự nhiên. Và nhìn vào bản đồ tự nhiên này thì các em có thể xác định được cái vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và đến cái phần thứ ba là luyện tập, thì sẽ có những yêu cầu để giúp cho các em củng cố các sao kiến thức và định vị kỹ năng. Ví dụ như trong trường hợp của bài 34 sẽ có hai bài tập luyện tập. Một là lập sơ đồ thể hiện thế mạnh và hạn chế để phát triển kinh tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và hai là dựa vào bản 34.1 để biểu đồ thích hợp thể hiện diện tích sản lượng cây lương thực có hạn ở đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2010-2021 được cây lương thực xếp. Như vậy thì quý thầy cô thấy là cái yêu ở bài tập thứ hai dựa vào bản 34.1 để biểu đồ thì đã đáp ứng yêu cầu cần đạt là vẽ được biểu đồ kinh tế xã hội, nhận xét giải thích đã được đặt ra ở phần đầu của bài và đáp ứng yêu cầu của chương trình 2018. Đến phần cuối là phần vận dụng, thì trong trường hợp bài này là có yêu cầu học sinh cho biết địa phương em sinh sống có những tài nguyên thiên nhiên nào và địa phương đã có những kiến trúc sách giải pháp gì để sử dụng hợp lý hoặc không nhiên. Đây là giúp cho em vận dụng kiến thức đại học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn. Nào, tiếp đến mình xem qua nội dung số 2 là những điểm mới và điểm nổi bật của sách giáo khoa địa lý 12 là theo chương trình 2018. Thì xin đưa ra 6 cái điểm nổi bật, điểm mới như sau. Một là bám sát chương trình 2018 tiếp cận theo hướng phát triển năng lực. Thứ hai là kết hợp hài hòa giữa kênh hình và kênh chữ. Thứ ba là các bản đồ và biểu đồ sơ đồ hình ảnh được quan tâm đầu tư và xây dựng. Thứ tư là hệ thống câu hỏi bài tập. Thứ năm là chú ý tính phức hợp. Và thứ sáu là mang phong văn học dễ hiểu, gần gũi với các em học sinh và phương pháp được thiết kế được đó. Ở phần này là sẽ là những thầy cô là sẽ